thích đem cái kiểu trang phục giản dị gì đâu luôn, nhìn như cây cà lem không có gì. Chào coi tiếng Pháp chơi nè. Bonjour. Nói lớn lên. Yes. Rồi ok. Hôm nay đến với cuộc thi này thì Vy Kinh Khánh sẽ gửi đến các bạn một bài hát tiếng Pháp nữa. Giai đi xin được phép đọc nha. Bon Bi De Grisi Bon Bi Dishon. Một tràng tay để dành tặng cho bài hát này. Này đọc tiếng Pháp gì hay quá. Em đọc lại văn cái anh quên rồi. Bài này là bài tiếng Pháp của bài Búp Bê Không Tình Yêu, Búp Bê Đề Xuyên, Búp Bê Đề Sông. Búp Bê. Ủa gì kỳ vậy? Tuyên truyền tất cả những bài về búp bê Thanh Thảo đúng không? Chính xác không? Ờ, à, giờ bạn cũng ái mộ Thanh Thảo hả? Dạ rồi, ok, hiểu. Tại mình cho mình hỏi một ý nữa là một ý thôi, nói chung là cái từ búp bê là từ Việt Nam đọc là búp bê nhưng mà thật ra nó là từ tiếng Pháp dịch qua hả? Dạ đúng rồi. À. Thì ngày hôm nay á, anh thấy giống như em không có còn để cái tâm trí em nhiều vô cái phần thi này nữa, giống như là em bung nẹt vậy đó. Tức là em cái hát bài này nó không có cái gì mà gọi là em tập trung hết á, anh thấy em rất là sao lãng sao đó. Tại vì thứ nhất đó là em lựa bài này nó quá thấp so với giọng của em, cho nên là những cái nốt trầm em xử lý không tới, nó mờ là một. À còn cái những cái nốt những cái khoảng cao của bài này, thì bài này thì thực sự nó không có cái nốt nào mà gọi là cao quá cả, mà em lựa nó lại thấp quá như vậy, cho nên nghe nó khó chịu lắm em. Tại vì nghe nó cứ là với mặt đất, nó không bay lên được, hiểu không? Thành ra là cái bài hát nó có hay như thế nào, nó tốt như thế nào mà em hát nó thấp như vậy thì nó cũng không đạt được cái hiệu ứng đó. Thì cho nên là hôm nay thì anh không đề cao cái sự lựa chọn bài hát này.
nhưng mà anh vẫn rất là thích cái style của em. Em rất là dễ thương. Cảm ơn em.